Nhất kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với phần điểm tin buổi sáng ngày hôm nay là ngày thứ ba 7 tháng 4 năm 2020. Mở đầu, phần bản tin thì các giới chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO nói rằng virus COVID-19 có thể lây lan từ người nhiễm, nhưng không có triệu chứng bệnh khoảng từ 1 đến 3 ngày trước khi phát bệnh ra. Theo bản tin của tờ NBC News, thì bác sĩ Maria Van Kempfurt, người đứng đầu toán chuyên gia của WHO về COVID-19, nói trong một cuộc họp báo ở Geneva rằng điều quan trọng nhất là cần phải lưu ý và ngay cả khi trong thời gian trước khi bệnh phát ra, người nhiễm virus vẫn có thể truyền bệnh qua những hạt nước nhỏ bắn ra từ mũi và miệng. Bà nói rằng các điều kiện có được cho thấy có nhiều trường hợp bị lây lan mà không hề hay biết. Kết quả của một cuộc nghiên cứu ở Singapore được CDC công bố vào hồi tuần qua cho thấy những người nhiễm COVID-19 mà không biết đang có phần làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm này, cho dù vẫn cảm thấy khỏe mạnh. Các kết quả này cũng cho thấy để có thể ngăn chặn dịch, việc chỉ ngăn không cho người có triệu chứng bệnh tiếp xúc với người khác có thể là không đủ, vì người không có triệu chứng vẫn có thể truyền bệnh. Chuyển sang phần tin tiếp theo của ngày hôm nay, thì Thủ tướng Campuchia là ông sen đã ban lệnh cấm xuất khẩu gạo và cá nhằm đảm bảo an ninh lương thực tại các địa phương trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Theo tin của báo Vin thì trong cuộc họp báo tại Phnom Penh, thì Thủ tướng Hun Sen cho biết rằng, ngoài lệnh cấm xuất khẩu gạo cá, ông cũng muốn người dân Campuchia trồng rau và những loại cây khác để có thể cung cấp cho thị trường địa phương. Hiện tại thì các loại gạo cao cấp đắt tiền mà Campuchia cần ký hợp đồng bán ra nước ngoài được miễn trừ lệnh xuất cấm xuất khẩu. Và ông Hussein cũng thông báo thêm rằng lễ mừng năm mới của người Khmer dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 đã bị hủy nhằm giảm nguy cơ virus lây lan. Hiện nay thì Campuchia có khoảng hơn 110 ca nhiễm COVID-19, trong đó thì có 60 người bình phục và chưa có ai tử vong. Chuyển sang phương tin thứ ba thì một công ty quảng cáo và bán bộ kích thử nghiệm Covid-19 tại nhà với giá là 39 đô la và cũng quảng cáo sai trái rằng là có sự chấp thuận của FDA sẽ bồi hoàn tiền lại cho người mua. Theo bản tin của đài truyền hình địa phương KTLA5, thì công ty công nghệ sinh học Trung Quốc có tên là Yukon Genomics Inc. đã bán kit này trên một trang mạng nói rằng có thể tìm kiếm chính xác kháng thể trong máu để xác định có bị nhiễm COVID-19 hay không. Trên trang mạng xã hội, thì công ty này khoe rằng bộ kit đã được FDA chấp thuận. Tuy nhiên, thì cơ quan thực phẩm và dược phẩm Mỹ nói rằng họ không hề biết chấp thuận và cũng không hề chấp thuận bất cứ loại kit thử nghiệm nào có thể dùng ở nhà. Công ty Yukon Genomics Inc. đồng ý chấm dứt chương trình quảng cáo rộng lớn về bộ kích và ra khỏi thị trường California cho tới khi nào có được chấp thuận của FDA. Giám đốc điều hành công ty cho biết công ty đã mua các kích này từ một công ty Trung Quốc và lúc đầu được FDA thông báo là có thể quảng cáo mà không cần phải có sự chấp thuận, nhưng sau đó FDA thay đổi quy định của họ. Tại Los Angeles County, việc thử nghiệm COVID-19 chỉ có thể được thực hiện tại một cơ sở y tế, tại bất cứ địa điểm lái xe đến để được thử nghiệm ở quận hạt này, hoặc là các nơi thử nghiệm do thành phố lập ra, như ở Malibu. Vào tối ngày hôm thứ Hai thì thử nghiệm chỉ giới hạn cho những người chỉ có chỉ dấu bệnh, với ưu tiên là những người từ 65 tuổi trở lên và đang có các bệnh khác. Các nông gia Mỹ đang phải vứt bỏ hàng ngàn tấn rau quả như là cà chua, rau xà lách và đậu cô ve do mức đi hàng loại khách hàng sau khi xảy ra đại dịch COVID-19. Theo bản thông tin của hãng thông tấn UBI, thì việc đóng cửa các dịch vụ cung cấp thực phẩm tại nhiều nơi ở Mỹ trong tháng 3 khiến các nhà nông chuyên trồng các sản phẩm rau quả cho giới khách hàng đột nhiên có một số lượng lớn dư thừa trong kho cũng như là trên các cánh đồng. Giới nông gia nói rằng họ không bán được cho các công ty bán lẻ mà cũng không bán được cho các ngân hàng thực phẩm và phải lấy xe máy cày để xới tung số nông phẩm ngày càng cao trên cánh đồng. Các nông gia này nói rằng nếu không sớm có sự trợ giúp từ chính phủ thì họ sẽ phải phá hủy thêm thực phẩm mà họ đã bỏ công trồng trọt. Đây là một trong những thành phần bị ảnh hưởng trực tiếp và sớm nhất tại Florida, nơi có kỹ nghệ du lịch lớn. Nhiều trang trại nơi đây vẫn thường xuyên bán trực tiếp nông phẩm cho họ cho các nhà hàng, khách sạn, công ty tàu thuyền du lịch với các nơi khác chuyên phục vụ du khách. Vùng Nam Florida cũng là nơi sản xuất số lượng lớn các loại rau quả và mùa đông, vốn được thu hoạch trong thời gian không là vụ mùa ở phần lớn các nơi khác tại Mỹ. Phát ngôn viên của Hiệp hội Sản xuất Châu Quả United Fresh Produce Associations là bà Mary Coppola, nói rằng các nông gia đang tìm cách để có thể mọi giới tiêu thụ từ các công ty bán lẻ tới trường học và các nơi cung cấp thực phẩm miễn phí cho người nghèo. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay thì ngay cả ngân hàng thực phẩm cũng không nhận thêm được hàng cho không vì đã có quá nhiều và không còn chỗ chứa. Chủ tịch Hiệp hội Travel Shipper Association của Central California, gồm khoảng 300 nông trại và công ty thu hoạch đóng thùng nói rằng họ đang cố tìm cách chuyển hướng từ các khách hàng trong kỹ nghệ thực phẩm sang các công ty bán lẻ, nhưng điều này cần có thời gian. Và vừa rồi cũng khép lại phần điểm tin buổi sáng ngày hôm nay. Nhân Anh kính chào và hẹn gặp lại.